có là cửa hàng Yến Việt lớn nhất của Thủ Đức mình. Đây có một ông bạn, xin lỗi anh, tôi đang live stream chơi con cháu. Đây đây là một con bạn nghe tin mình xuống đây thì cũng ở gần đây thôi, nhưng mà có điều mà hãy gặp mình cho được. Rồi. Gọi với chú Bó đây là bác Cầm Nguyễn, là Việt Kiều, anh cả hết ghế xin Mỹ về, về Việt Nam chơi. À, tiểu bang nào anh? Cali. Anh ở Minnesota. Cũng Việt Kiều luôn, cũng ở Mỹ luôn. Dạ. Dạ được. Nhưng mà chú đã từng sống ở Mỹ một thời gian á, và chú quay Việt Nam cũng không cho con hỏi nè, con hỏi bác Cầm rồi. Mỹ và Việt Nam, bác Cầm thấy ở đâu mà bác muốn chọn để sống? Đắc lành chim đậu, đâu mình kiếm ra tiền để mình sống à? Có nghĩa là mình kiếm ra tiền, có nghĩa là mình phải thực lực của mình. Đấy, sao có những người mà suốt ngày cứ nghĩ là ở bên Mỹ là ở đâu cũng kiếm ra tiền, ở đâu cũng là trên cái mảnh đất đều hái ra tiền được hết, quan trọng là mình có vận dụng được, mình phù hợp hay không. Dạ đúng rồi. Mà nếu mà thật sự ra ở Việt Nam thì mình tự làm chủ thì nó tốt hơn. Tất cả mình, từ cái mà mình một ông chủ nhỏ đến một ông chủ lớn, đúng, đều được cái tự do. Yeah. Mình tự, mình muốn làm thì làm, muốn đóng cửa đóng cửa, muốn nghỉ thì nghỉ, đó mình tốt hơn. Con thấy có nhiều người mà gần như là thất bại trong cuộc sống ở Việt Nam luôn, mà họ suốt ngày họ mơ là đi Mỹ là sẽ đổi đúng đời rồi, đúng rồi. Cái điều đó có được không Dũng? Được chứ, nếu như họ ở đây họ thất bại thì họ phải đi tìm một cái đường, một cái phương hướng để họ đang tìm, tại vì họ mất hết tất cả rồi. Nó có một còn mình đang có tất cả, mình không thể nào mình bỏ đi để mình đi tìm cái không có. Nhưng mà nó có cái điều này nè, theo tôi nhận xét thì ở cái mảnh đất Việt Nam mình nè, bởi vì nó chưa, nãy tôi giống như bác nói này, nó chưa phải là thành công, nó không vô khuôn khổ, nó còn thở của chính xác, vì đó người dân vẫn còn dễ sống, chính xác đúng chưa? Thì tôi nói cho anh nghe cái điều này, nếu anh bỏ đất nước Việt Nam đi, anh mong qua một nước từ bản để anh kiếm sống giàu hơn không? Ở đất nước này anh sống không nổi thì anh không bao giờ anh sống đâu chính được. Xác. Chính xác, đúng chưa? Dạ. Rõ. Thành ra khi anh mơ mộng anh đi đỡ bài hầu như quá, rồi lấy cái già cũng làm vậy. Mà hầu như đã chứng minh rồi nè, từ nè, đến đây nè, bụi hờ bổ nè, hãy đi cày nè, mẹ nắm nè, mà cái có thằng nào làm tướng tá gì không tập hay là bưng phở hay là bưng sân đó này, không có việc để làm, có nghĩa là không có việc để mà làm, tại vì những an một câu là nghĩ ngày xưa nó nghĩ rằng là nước tiên đường mà nó phải vậy, nó bị chữa cái tôi không nắm làm đó, cái đó trước năm 75 là chú là cũng là người chơi đồ cũ. Ủa, đi năm cũng mà luôn. Tao biết năm qua má. Nhưng mà anh đi UDP. Ông già vợ mình đi không có chuyện HO hay UDP thì chuyện không quan trọng. Cái quan trọng là đi được kinh tế. Là bởi vì thời anh bố không? Thì mình tính vậy. Chứ mà tính là mình tính là đi kiếm tiền thôi, chứ mà đâu có biết gì. Đúng rồi. Cái lập luận chính trị mình đâu có. Giống như bây giờ y chang vậy. Ở dưới miền Tây nè, Bạc Liêu, Sóc Trăng nè, ở dưới mà là nước đặc địa lúa mùa được đặc địa thất bát mùa mà đi kiếm nhà ở trọ đen làm công là đó là những bình thường giống vậy, nó bình thường giống y chang như mình bỏ nước mà đi mình kiếm tiền. Mình cứ nói là anh đi kiếm tiền chứ ở đây không có chuyện kiếm tiền cho mẹ gì cả, qua tới bệnh rồi mẹ đâu có việc đâu, là những cái gì người ta làm được người ta làm hết bất động. Dạ. Đỡ đại lớn chủ nó bước anh mà không biết nó tiếng nó biết anh sai cái gì thế đâu bước anh mà bác Cầm là thú vị lắm chú. Trước đây là bác Cầm ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sau khi một thời gian mà qua bên Mỹ rồi các kiểu, bác cảm bác mới thấy được một điều là sao nhỉ? Đây trước tiên là cái màu da chứ là cái đầu tóc. Yeah. Vô cái tóc đen là thấy mắt điểm đó. Ủa đó là kỳ thị mà nó kỳ thị đúng rồi, mày còn mà nó mặc định mà thì tại sao mình ở không ở đây mà đi đâu? Ở đây mình làm chủ được thì mình làm chủ, dù cho một cái cửa hàng nhỏ cũng là chủ, cũng là cái quyền. Còn ở bển đi làm được cái gì đâu, vừa đâu tất cả khó khăn lắm,
tất muốn, cả thì nó một cái khác vô... thì định bị anh muốn up lên chớp á, anh sẽ qua một con vòng sơ khảo. Ví dụ anh nói về chớp những cái công việc mà không cần cái ngôn ngữ thì nó quá dễ rồi. Cắt cỏ nó cắt đường máy thì có thầy trong chỉ cắt cỏ mà chưa cắt được, cắt được cũng cần cái ngôn ngữ mẹ không, nhưng có những cái chớp cần cái ngôn ngữ là mày rớt dài dài là mày đừng mẹ Việt Nam đúng biết tiếng Anh đúng chưa, nó có những cái khác. Bác giờ những người thợ săn phản động mình nói vậy đâu, mà lên những cái chứng kiến thực tế và mình đã trải qua mình quá trải nghiệm rồi. Rồi thì bắt về đây giờ chia sẻ lại thôi, chia sẻ một cái nữa thôi chứ còn sợ cái đôi lúc người ta cứ nghĩ là một thiên đàng để tìm cái thiên đàng mà đi qua mới hỏi ơ đó là địa ngục. Đúng rồi, thì bởi vậy ở đây tôi nói là không có một đất nước nào mà gọi là thiên đàng cả. Thiên đàng là không vô mình, giống như tôi mẹ không có tiền mà đòi ăn gan ngỗng tiền đéo rồi ăn mẹ ăn rú rúng luôn, tức là mình phải biết mình đang ở đâu, tiền mình làm bao nhiêu một ngày ăn như cái nhà là thiên đàng rồi, có nghĩa là mình phải biết mình đó là vậy thôi. Thế còn chị tôi không dám dạy anh đâu anh, tôi chỉ nghĩ điều là tôi chỉ là một người đơn thân, tôi chỉ là một người dân bình thường của đất nước Việt Nam. Nó mình chẳng qua vì tôi đi rồi tôi hiểu được điều đó, mà tôi hiểu đâu là giá trị của sự sống. Sự sống là gì? Sống là gì? Khi tôi ngồi với anh và tôi ngồi với anh ăn cháo, nó có một sự tình cảm. Nhưng ở nước ngoài không bao giờ có. Dạ, đâu có thời gian. Chỉ là thời gian. Mà họ sống như vậy giết rồi cái tình cảm nó cũng lạc đi hết. Bởi tôi nói rồi đó, có nghĩa là nó đâu tự nhiên đẩy vô khuôn khổ thôi. Đó là công nghiệp đấy, là giống như anh con gà giống như ngủ 8 vậy, cứ một tiếng đồng hồ nó làm 5.000 con gà, cứ đúng một tiếng đồng hồ làm 5.000 con gà, nó là không bao giờ đó. Nó là công nghiệp, con người ta mở mắt ra nó phải có cái giống như một con cái chu kỳ phải là như vậy, thời gian nó không có chặt rơ được. Quên giới thiệu chú Châu gác bếp anh sáng tây bắc, chú mới đi ăn mấy đứa nhỏ về ngày mai dâu nó đi Mỹ rồi giấy tờ về ngày mai nó đi, nói chung là đi với mấy đứa nhỏ. Ở đây á không cản đảng, khuyến khích đi, nhưng mà nhớ cái điều này, đi cho biết, đi để học hỏi, ok, hay lắm, có nhiều cái hay mình học hỏi, hoặc là có đất nước đừng có nghĩ bởi chữ nó hay cái chỗ này, cái chữ rủa rủa má mày chứ Mỹ hoài, tại sao con cái mày ở Mỹ rồi, mày vui như bọn nữ, mà quá biết nó làm gì, bởi vì giải thích cho một cái đám đó, mình không hiểu được, đủ quá toàn là gián điệp không đó, mày đừng nói đủ quá, trả lời làm con mẹ gì, giải thích làm cái chi. Bởi đất cái đầu của nó chỉ có nhiêu thôi. Và không phải mới đi đâu. Mà nhớ kỹ tao sưu tra tư liệu nha. Năm một lần trên 50 mấy, chứ không tới 60. Là đã nhà nước đó cái gì ra mình đã cử người đi học ở nước ngoài. Liên Xô Viết có nè, Hungary có nè, Bulgaria có nè. Có không? Chuyên gia có hết. Nó không có đợi tới bây giờ. Nhưng tụi nó ngu như con bò vậy. Mình giải thích nó nói rồi mà. Ê, mày chữ Mỹ quá, sao mày con cái mày ở Mỹ rồi mấy người kia rồi trời, khổ. Học là học bắt khôn, học là học cái giỏi chứ ai học cái ngu. Nói rồi bác. Cụ Hồ nhà ta cũng phải đi. Phải đi vậy. Qua, rồi Phan Chu Trinh này nọ các kiểu. Nhưng mà nói tụi nó biết, nói chỉ cứ biết chữ thôi mà ra không biết tụi con bạn. Nói thậm chí cái gì hay học lịch sử thì không biết, không biết bất cứ một cái gì cả. Mà lên nói như bị thánh vậy. Mình, tao không có thành cãi mấy cái chuyện đó, tao bạn. Tất nhiên là ông cha ta thường nói đi một đàn thì học một sàng khôn, anh muốn cứu dân tộc, anh muốn làm cái gì đó anh phải đi học là phải đi, mà bây giờ nó kêu không đi đừng đi tại mày khôn quá mày đừng đi, ấu trĩ dễ thương. Mình dọn quán rồi lâu rồi đi rồi, bây giờ anh làm cái gì vậy? À mình giờ cũng thu không phải tôi thì bây giờ là cũng bán quán có về mở cái tiệm yến như xăm Hàn Quốc với là thực phẩm chức năng bên Mỹ. Ở bển càng Mỹ là cái gì Mỹ ra thì bằng cái tiền đó là cái tiền rất là chính xác chính đáng, không có gì phải sợ. Tao cũng buôn bán ma túy rồi mình luôn mở bán vậy thôi, đó là cái điều mà người dân mình rất là tự hào. Nói thẳng vậy, ăn ít bán ít thì ăn ít ăn em nhiều thì ăn nhiều. Ở Mỹ em về đây được 15 năm mở cửa hàng yến, tất nhiên là Ewin giới thiệu anh chàng này vẫn ở Mỹ nha, mà đã hồi hương 15 năm nay rồi.
hiện giờ đang sống Việt Nam, một mở một cái cửa hàng Yến phải không? Yến à, Yến nước Yến nữa hả? Dạ, với lại thôi dắt lầu ok, bữa nào tôi rồi uống. Nhập những cái đồ bên Mỹ về bán đó, vậy thôi đó. Tại sao tao chọn cái này? Đây không phải tao nói nha, Việt Kiều Mỹ nói nha. Nói vậy các bạn hiểu chưa? Cái live hôm nay cũng hơi dài nhưng mà kệ mẹ, bữa nay tao gặp đối tượng rồi chưa, đối tượng đối ẩm gì đó rồi chơi luôn bạn. Đây đạo diễn nhà ta, hôm nay tao cũng nói thiệt. Nói chung với con nghe, người xưa bác làm nghe mới động gì mắt, người đọc rất là nhiều những người dân đó, với nghệ sĩ đó. Dạ. Cảm Dân ở Yến nè, ở Viết Phương nè, Tính Đức Cẩm, ai cũng có. Cái khi mà đụng chạm thì rất là mệt, bởi vì bởi người khóc với sống này. Chú Bó, cái tiệm của chú Bó hơi bị to, thật bán rất nhiều sản phẩm, đừng là lớn vô đang cấp, đang quảng cáo chú, tranh thủ quảng cáo. Có nghĩa là nói vậy các bạn em, có nghĩa là khi chúng ta đã đủ lớn, chúng ta hiểu được chân giá trị, ông nói là đất lành chim đậu, có hiểu một đó không? Và ông đã hồi hương, ông về Việt Nam ông sống và ông đã mở một cái tiệm nước Yến, bán Yến, tổ Yến này những chỗ rồi thực phẩm chức năng, mà có ra rác tiền đó ông nội, một ký lô Yến hay gì vậy? Dạ, ký lô Yến 40 mấy triệu, khoảng 2.000 đô. Một ký lô Yến tổ Yến 4-5 ngàn đô là tao là tao chưa thua rồi, tao xin cái chân kiến thôi, chân cái móng cặn kiến thôi. Được chưa? Đây là một cái bằng chứng xác thực cho mọi người hiểu, đây là một người Việt Kiều Mỹ về Việt Nam, chứ không phải là ông bà tao biết Mỹ đâu, mà ông nói mọi câu mà tao thấy là ngồi tao cảm khoái với là đất lành kim đậu, dù muốn gì không tất nước Việt Nam mình vẫn dễ sống. Dạ, nó không có đơn giản. Tôi làm qua kia tôi ra làm cùng anh Tôn Điêu mà có một anh chàng bảo vệ rồi mới coi chưa. Dạ chưa, bị sốc của anh cái anh chàng bị thương sốc của anh năm 1974. Dạ, cựu chiến binh đại biểu quân của bộ đội á. Dạ, ông nói tôi đâu có biết gì đâu, tôi gọi anh giống à, lãnh tháng bị từ thương binh là 3.600.000 đâu gì mấy ngày nãy đó, tôi gọi tôi coi tôi gõ vô xong cái quán cường mà nó kêu ông upline cái động ông chở mấy nó xong lên nuôi ăn ba ban bô ở luôn 7 triệu khác, ông nhóm con bệnh. Dạ, mình nghĩ coi một bình rồi bao cơm mà bao ăn bao ở nè, thuốc men rồi nhà bất cứ bao lo nè, 3 triệu mấy chứ là 7 triệu cộng lại lừa được 10 triệu đủ mọi giờ ông sống khỏe rồi. Mấy ăn tì vậy, tì sao được, đâu có ăn gì đấy. Con gọi 17 phút và chú mới gọi lại về tới nhà, chưa thấy cũng nhớ nên mới gọi. Ồ, ok đó. Bởi vì vậy ý tôi nói này, chỉ có những kẻ lười ăn biết làm, dạ, đúng. Người ta què một chân, yeah, mà vẫn có coi việc làm được. Có nghĩa là anh không tạo ra cái sự việc làm ăn cho ai tạo, đúng không? Ok. Con gọi của chiến binh nếu mà có công ăn việc làm thì vẫn tạo ra giá trị cho cuộc sống, gọi là tàn mà không phế. Đúng rồi, yeah, cái kiểu là đúng. Tàn mà không phế, này nó đúng rồi. Dạ, chiến binh. Ủa này tàn luôn ha? Dạ. Đi đây chắc là. Có cần con lấy đá mà nó đậm. Còn miếng đá là hết lạnh rồi, mấy cái ly luôn đó. Dạ. Bữa nay thực sự là có thể là dẫu bữa nay thôi, chắc là mai cũng gần rồi. Còn phải đi mua đồ, mua lạc rồi cũng có cái sự lấy làm không bị 2 tuần nữa về rồi. Chắc chắc chưa chắc gì ngày mà tôi đi tôi gặp anh lại, tôi đây hôm nay sao tiễn bữa tiệc này cảm ơn anh nghe anh tới anh giữ dù cũng coi duyên mới gặp nhau tối về rồi mọi khi tôi quý anh cái chỗ là anh ở nhà anh ngủ rồi mà nghe tới tôi nói mà gặp nặng anh bò xuống mà tới tôi anh kiếm tôi là tôi rất là mừng. Ở đây mừng là con người với con người, tình người với người, hiểu không?
cái còn chuyện mà biết nói sao được, mà tôi quý được biết đó. Ở Mỹ anh đã sống rồi, là chỉ có chuyện mà ngồi anh ngồi không có thời gian đâu, đâu. Dạ, không có điều kiện, thật sự không có điều kiện, nhiều gia thất nghiệp hết á, thì mới sống lại mới gặp nhau. Dạ. Nghe nói không? Cái đám thất nghiệp chứ không có gì, anh ba phê không có ngồi nguyên bậy. Giao ngoài chợ á, qua giao ngoài chợ Việt Nam á, chợ Hồng Kông á, giao quải thì cả đóng. Còn cái chuyện mà có coi việc làm nó có rỗi hơi mà ngồi nói chuyện. Ở đâu? Mà cái thứ mà cứ ngồi không mà không có việc làm mà nó mới nhiều chuyện, nó mới chửi. Đó, tao mới đâu rồi. Mình mới qua Mỹ tới được có 17 ngày thôi, phải con xe đi freeway, chạy 2 tiếng đồng hồ mới tới chỗ. Dạ, thấy chưa? Được đâu, về đơn giản là phải 2 tiếng đồng hồ mới về được. Mà hỏi em mới 17 ngày thôi mà ôm xe đi freeway rồi. Vậy là ông đỡ, tôi có một tuần đó. Tôi không đi phi quay như ông, đi phi quay thiệt thì nhát. Mà lúc đó trong lễ xong rồi GPS chỉ có là ơi, nó có GPS alo, alo, alo là cái người hướng dẫn nó chỉ đường mình đi thôi. Lên phi quay gặp acid máy xuống, rồi xuống gặp bao nhiêu cái bệnh viện tiếng Việt đâu. Thời đó, thời khổ lắm. Khổ lắm chứ không có sung sướng gì. Em hỏi chú là về đây cái vụ mà mua xe mà thuế cao chú cảm thấy sao? Nhiều thằng nó mơ đi nước ngoài bởi vì xe như xe hơi nè, ở bển thuế thấp lắm, còn Việt Nam cao quá, khóc um sùm. Nói chung thì là cái nguyên tắc mua xe ở bên Mỹ nó có nhiều cái điều khó khăn. Dạ. Ví dụ như là ở đây thì mình nói xíu được thì phải hai chắc về ra cái điểm tính dụng của anh, điểm mà cái điểm càng cao thì đúng rồi, lời của anh càng thấp. Đúng rồi, để có nói chuyện điểm dụng không? Dạ không, cũng gọi là cái điểm dụng tết đời mọi người ở đây là bị tốt á, mình làm đóng điểm dụng, đóng tiền lời để làm lợi cho đất nước, giống hạnh kiểm của công dân vậy. Đúng rồi, đúng rồi, điểm càng cao thì tiền lời nó càng thấp. Nhưng mà nó ma mạnh lắm, nó không phải vậy đâu. Mà dù có điều lời mua cái xe này thì nó khai đào ra, nó cái xe này về bán giá là 40.000 đi. Dạ. Tiền lời là 4%. Ví dụ vậy, 4 chấm. 4 chấm. Mà bây giờ 4 chấm là 5 chấm mấy rồi, dạ, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Để mà nhớ kỹ ra, nếu tiền lời mà mua xe nó lên chưa 1 chấm thôi là muốn chết dở rồi, là muốn chết rồi. Dạ. Mày muốn cho nó hạ thấp ra, muốn thằng mua cho nó hạ thấp là mày phải build cái thêm lên. Yeah. Nó chỉ build lên cho mày biết cho mày muốn cái là gì. Mày phải làm sao mà để cho cuộc sống tốt hơn. Bằng cách là mày phải đi mua nhiều hơn. Mua đồ, mày mua đồ, mày mua đồ gia dụng nhiều hơn. Xịt tính ra giống như voucher tính điểm quá vậy. Trời, voucher càng mua là càng ấy. Mày càng mua thì tính điểm mày càng cao, càng cao thì mới bỏ vô. Rồi, không hiểu rồi. Hiểu chưa? Rồi, xong chưa? Cái thứ nhất. Thí dụ như bây giờ cái xe 50.000, yeah. Mày có thể là mày đau vô, đau vô là mày bỏ tiền, mày đau à, bảo vào để cái tiền mày trả hàng tháng nó thấp xuống, yeah. Và trả tối đa là 5 năm là 60 tháng, yeah. Mỗi tháng hơi trả nhiều bao nhiêu đó, nhiều nó phức tạp lắm, nó tùm lum tùm la, nhưng mà mày không thể làm mà ôm cọc tiền mà điện vô cái dealer mà nói rồi tôi mua nước xe làm được, nó không thích, không phải không thích mà FBI rồi mới nó kêu tiền luôn. Lý do tại sao nó có tiền mặt? À, mày đủ má buôn bán ma túy phải không? Mày rửa tiền phải không? Nó bọc mày. Nói chung là nó gian tôi lắm mày thôi. Vậy tao nói chỉ nói mà kệ. Nhưng ở đây một cái điều này nó này. Ở Việt Nam mà thoải mái. Tao thích yến. Mày mua xe mà ôm tỷ vô mà đứng cặt dù mày lấy xe không ai thắc mắc mày chứ. Như thằng tỷ mà ôm tiền đóng tiền tỷ là đủ má nó không đâu mày. Tiền đâu mày mua? Tiền đâu mày? Ví dụ má mẹ mà phải ăn, má mẹ buông thuốc viện, đủ mọi bánh phép mà nó chụp đầu, nhức đầu lắm. Mà tại sao một đất nước mà nó hiện đại như vậy, có nghĩa là thu nhập nó cũng tốt lắm mà sao mình mua đất vậy mà người ta lại nghi ngờ mình chút, không họ học bộ họ không có dư nó chút, ở bệnh là bệnh lại có dư. Bắt buộc phải chứng minh tài sản, chứng minh tài sản của mình sạch, thì phải làm ra trong sạch là vậy. Một là con bán nhà chứng minh cái bán nhà hợp cái hợp đồng công chứng ở đây, yeah. Bán căn nhà này chi tính ra cái số tiền 2 triệu đô, yeah. Cầm 2 triệu đô qua bển, ok muốn mua gì mua, đây là cái khoản tiền tôi có thì mày có sẵn luôn nè,
mày không chứng minh số tiền mày có nhưng là nó 2 triệu đô này là phải chuyển từ ngân hàng này qua tới Mỹ, ngân hàng nó giữ cho. Ừ. Chứ mà cầm mà để đi lũi qua bển là tiền đó là không phải là tiền sạch. Thì nhà nước mình bây giờ nó cũng có cái bởi một cái là mình nó không có cái để mà tiền sạch thì tiền dơ. Thì bởi vì mày làm mày cầm 500 triệu mày đặt cọc cái nhà thì cái thằng bán không nhà thì nó đâu có biết là tiền thì nó không có hàng đó. Như thằng Mỹ thì nó có cái hiệu gì đó. Mỹ đó đi ra đường cầm 10.000 đô là đi ra tòa hầu tòa nha. Police nó kiểm tra xe trên chiếc xe có 10.000 đô là anh đã vi phạm. Anh đã vi phạm, bây giờ mời anh về để mà chứng minh cái số tiền này. Cái đó là cái nguyên tắc cơ bản để thấy cái cơ chế của pháp, nó. Cơ chế của pháp, cơ chế của nó. Cái cơ chế thì có phải là tao cũng nói nó vô ba rem rồi.